Gọi điện cho mẹ đòi trả vợ về nơi sản xuất, anh chồng nhận cái kết khiến dân mạng phi cười. Theo đó, sau khi nhận đủ 7-7-49 trận đòn không kể sáng, trưa, chiều, tối đến từ vợ, chàng trai đã vượt quá sức giới hạn chịu đựng nên bèn nhấc máy gọi cho mẹ vợ của mình. Sau khi trình bày đủ thứ lý do từ A đến Z, cộng với lời nhắc khéo rằng ngày xưa má có nói nếu con gái có làm gì sai thì gọi má, má qua má rước về. Alo. Má hả? Gì Năm? Hồi đó má gả con gái, con má nói gì má nhớ không? Tao nói gì? Thì má nói là sau này nó có làm sai gì thì đừng có quýnh đập nó đó, có gì má qua má bắt về mới là trả lại cho má đó, má nhớ không? Ủa nó làm sai gì? Mày định quýnh nó hả? Không có, nó quýnh con á. Tối ngày nó quýnh luôn, sáng nó cũng quýnh, trưa cũng quýnh, buồn buồn cũng quýnh. Ồ, nó quýnh không có ngày, mấy giờ má qua má bắt về đâu, con trả lại cho má đó. Cứ nghĩ chuyến này trả vợ về nơi sản xuất thế là êm. Thế nhưng thanh niên nào đâu có ngờ, nóc nhà của mình từ đâu xuất hiện với chiếc chảo trên tay, khuôn mặt đằng đằng sát khí như thể xuất kích đi đánh địch, khiến chàng trai 3 phần ngỡ ngàng, 7 phần không kịp trở tay. Mày xong rồi. Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của netizen. Nhiều người lo lắng hỏi thăm không biết giờ này anh đang nằm ở khoa nào, sức khỏe có còn ổn hay không. Một số khác thì để lại bình luận, nước đi này anh tính sai rồi anh ơi. Chuyến này chắc anh đi thăm bệnh viện hơi lâu. Lần sau nhớ có mét mẹ vợ thì mét nơi kín kín, chứ như vậy là có ngày chết đó nha anh. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Nhớ nhấn đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để xem những video mới mỗi ngày nha.